Ok và hello anh em nhé, chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thế Di đây và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Jurassic World The Game nhé. Và nếu anh em nào thích cái video này hãy để cho mình một like nha, một cái comment và một chia sẻ. Nó là động lực rất là lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa trong tương lai này nhé. Và bắt đầu thôi, let's go này anh em, hôm nay sẽ làm con gì đây? Thì có một con mình có thể mua được ở trong cái Longevity Patch này. Đó chính là con Titanicola Grius. Đấy, chúng ta sẽ cùng mua ha. Rất nhiều điểm GW bên này nhé. Ok, chúng ta không nên mua cái này sợ hay bị đi ra ngoài lắm. Titanicola Grius. Nó là con nào ra? Chúng ta sẽ ấn vào trong cái đây à. Đấy, chúng ta sẽ get dino nhá anh em. Và nó là carnivore rồi. Chắc chắn rồi anh em ạ. Cái này nó không có chuyển sang cái legendary ha. Titanicola Grius là con nào ta? Đang tìm anh em ạ. Razaterga Judon. Ờ, đâu nhỉ? Titanicola Grius là con nào? Tyrannopachy này. Đây có Tani này, thấy không? Có Tani mà nhìn mình có thể biết được là có Tani mà anh em. Đó, con này là một con hoàn toàn mới anh em ạ. Con này là con hoàn toàn mới nha anh em. Ui, hết phút rồi. Mua nào, phải mua thôi anh em ơi. Phải mua nhiều ấy. Tôi cần rất là nhiều phút anh em ạ. Tôi sẽ cần khoảng 20 triệu phút đầu tiên trước xong rồi tính sau. 20 triệu phút. Ok anh em. Hết đô la. Hết đô la thì lại phải mua đô la thôi. Đấy, 20.000 đô đây. Nhưng mà mua cái này thì hay bị đít ra ngoài lắm. Rồi anh em ơi, đô la. Mua khủng long thì mới đi bị đít ra ngoài, còn mua cái này thì không anh em nhé. Công viên khủng long. Ok anh em ơi, mua thêm phút nào. Ok, chúng ta sẽ mua đây. Ông mua nhầm rồi. Mua cái gói cao nhất chứ. Đó. Ui, gói cao nhất này chứ, đúng không anh em? Ok, 2.500 đô. Rồi anh em ơi, tôi đã mua được rất là nhiều ở bên này. 2.500. 24 triệu phút, 26 triệu phút rồi. Tani gì nhỉ? Tani ở đâu nhỉ? Đây nó đây đúng không? Chính xác luôn. Con này sẽ cho tiến hóa lên nhé. Và anh em hãy cùng đợi xem con này nó sẽ như thế nào nhé. Place này, mắc cấp luôn ha. Đấy, chúng ta sẽ cho lên level 10, 20. Đó, rồi. Bây giờ tôi sẽ cần khoảng ít nhất là 6 con nữa anh em ạ. Cần ít nhất là 6 con nữa cửa. May cái chuồng này nó khá gần ở đây anh em ạ. Như vậy là ta sẽ có 4 con rồi nhá. Sẽ cần mua thêm khoảng 4 con nữa thôi là cho sẽ đủ anh em ạ. Hôm nay nó khá làm khá nhanh. Làm xong thì mình có khá nhiều nhiệm vụ mình làm ấy. Mình làm đấy. GW này anh em ơi, ok. Rồi, mình mua bằng cái này thôi cho nó đỡ bị đít ra ngoài à. Mua khủng long thì hay bị đít ra ngoài lắm. Rồi kia anh em. Mua thêm khoảng 4 con nữa nhá. Từ từ mình sẽ bật cái điều hòa lên nhá. Nóng quá, không chịu được. Rồi anh em ơi, tôi đã quay trở lại rồi đây. Đà, và chúng ta sẽ tiếp tục là mua Titanicola Grius. Cái này GW tiếp tục. Và tiếp tục ấy. Em vào đây nhé. Tiếp tục là mua Tani tiếp nha anh em. Đủ chứ nhỉ? Hình như đủ rồi sao anh em ạ? Mình không muốn tốn quá nhiều cái điểm ở đây ha. Rồi 4 con nữa rồi đúng không? Kích hoạt đây anh em. Đấy. Rồi, chúng ta cần up hết bọn này anh em ạ. Cất mất khoảng 100 đô thôi, khá là rẻ. Khá là rẻ và đơn giản anh em nhỉ. Không có gì là quá là khó khăn cả. Đây, tiếp tục là up bọn này ra nhé. Ok chưa anh em? Rồi, cho set place vào đây nhé. Còn khá nữa, còn một đống nữa.
ở bên này thoải mái này, place này. Con này rất là lạ luôn. Nó là một con dạng ăn thịt nhưng mà nó dạng như kiểu raptor anh em ạ. Nó bé bé xinh xinh ha. Rồi tiếp tục là chúng ta sẽ trong khi cái này là full hết rồi nhá, chúng ta sẽ up thêm khoảng 2 con nữa là chắc sẽ đủ anh em nhé. 2 con nữa mình làm vừa đủ thôi ha, mình không làm thừa. Làm thừa thì nó sẽ khá là ấy luôn đấy, không ổn tí nào đấy. Ta đi ok anh em, 2 con luôn ha. Ấn 2 lần collection vào đây là sẽ được. Rồi place vào đây anh em, còn một con nữa mình cũng sẽ place vào đây luôn ha. Ổn áp chưa? Đã xong. Bây giờ đã đủ cái con Tani rồi anh em ạ. Bây giờ mình sẽ cho ăn lên level 10. Mỗi con sẽ đều level 10 hết. Con này sẽ level 10 hết này. Rồi anh em, rồi sẽ level 10 hết nha. Level 10. Đấy, đây cũng sẽ level 10 nha anh em. Và bây giờ sẽ là evolution. Ok, lên nào. Lên nào anh em. Ok, chúng ta tiếp tục là ấy thôi. Bao giờ được thì thôi anh em ạ, không quan trọng, bao giờ được thì thôi nhé. Đấy, ok, được rồi đấy anh em ơi. Ổn áp rồi đấy. Chúng ta đã thấy khá là ổn, không vấn đề gì. Mình sẽ play vào đây nhé. Chúng ta sẽ tiếp tục là làm về mấy con này nhé. Một phát lên luôn không? Không rồi, chắc chắn là không lên rồi. Lên nào anh em ơi, lên đi, cố gắng lên nào. Chúng ta đang cố gắng hết sức để cho nó lên. Đó, chúng ta sẽ lên level 20 nhé, college. Và place vào đây luôn, dĩ nhiên rồi. Tiếp tục con này nhé, evolution. 47 đô la đã sẵn sàng. Evolution incomplete, cho vào đây luôn, lên. Collect luôn, place đây luôn. Yes, chúng ta được đủ anh em ạ. Chúng ta lên level 73 anh em ạ. Hiện tại thì mình sẽ đạt được level 73. Chúng ta sẽ mở khóa được một cái địa điểm mới hay là cái gì đó mới. 278.000. Rồi cái này, mấy cái này thì có cái bronze. Cái này ui, mấy con ray ạ. Mấy con ray như mình làm xong từ đời nào rồi anh em ạ. Ok anh em, bây giờ là tiếp tục thôi. Bây giờ tiếp tục là evolution thôi anh em. Với 22 triệu. Ui, lên luôn ạ anh em. Chúng ta lên luôn ạ. Hơi bị được luôn nhờ. Mình không ngờ là mình cũng có thể lên luôn được. Yes, khá là hợp lý. Rồi chúng ta có thêm một con nữa ở bên này. Nice luôn đấy. Ten. Chia sẻ nhé anh em. Từ trước mình tắt cái tiếng của cái video bên này đã. Có tiếng của mình bật cái video YouTube anh em ạ của mình. Rồi tắt cái đi ạ. Ok, tắt đi cho nó đỡ bị ồn quá ấy. Mình thấy hơi bị ồn à. Rồi anh em ơi, chúng ta sẽ tiếp tục là evolution cái này nhé. 11 lên này. Evos 80. Lên luôn anh em ạ. Lên luôn, không quay trở lại, không quay đầu luôn. Hơi bị được luôn. Chúng ta sẽ play vào đây nhé, đừng có sell là được. Ok, bây giờ sẽ cho lên luôn. Con này khá đẹp theo như mình thấy. Và nó tiến hóa nữa thì nó còn đẹp. Con này không thể nào mà hybrid được anh em nhé. Con này chỉ có một cái dạng duy nhất là cái dạng này thôi ha. Mình cố chẳng không có cái dạng nào gọi là xịn sò hơn đâu. Đây là mắc rồi. 120. Lên rồi anh em. 31 rồi anh em ạ. Đang ở level 31 rồi. Đang cố gắng tiến hóa lên. Mà cũng hơi khó. Cũng không... một trăm hai mươi đấy, lên đấy anh em ơi, let's go. Đấy,
Collect. Rồi, chúng ta đã collect xong. Và chúng ta sẽ play vào đây. Chúng ta có một con level 40. Con này nhìn trông hơi hom hem anh em ạ. Hết phút ạ. Chào mừng, bạn đã tới với công viên khủng long của chúng ta. Đây, nó có 4 dạng evolution à. Nhận hết luôn à. Cuối cùng thì tôi đã cho con này lên được anh em ạ. Con này con hoàn toàn mới luôn đấy. Con này chưa xuất hiện ở trong cái công viên khủng long của mình anh em ạ. Nhìn khá là đẹp. Đít rồi. Làm xong cái đít luôn ạ. Ok. I'm fine luôn. Thật sự là I'm fine luôn. Làm xong đít luôn thì cũng được, cũng chẳng vấn đề gì. Ok. Ok. Rồi anh em ơi. Đây, vào review cho anh em xem cái con này nó như thế nào. Đấy. Đẹp ra phết anh em ạ. Không hề tệ chỗ nào anh em ạ. Một khủng long ăn thịt tiếp theo của chúng ta anh em. Đấy, nhìn trông chất lượng ấy chứ nhờ. Yeah. Con này giống kiểu Raptor à. Con này nó sẽ là tầm khoảng 5.000 máu và khoảng 1.200 công anh em ạ. Rồi chúng ta sẽ đánh thử ở trong các cái sự kiện này nhé. Sự kiện boss event này để làm gì? Thật ra là để kiếm cái golden đấy. Không quá ngon, thật sự là không quá ngon đấy anh em nhé. Đây là tất cả những cái sự kiện mà đang diễn ra. Đây là aquatic, đây là kiếm đây. Mình nghĩ mình lấy cái này để đánh lấy kiếm với con Terizino à. Ô, con Terizino mình chưa rồi mình làm anh em ạ, đúng không? Chính xác là con Terizino là mình chưa rồi mình làm ha. Nó có hai con ăn thịt. Con mới là con nào nhỉ? Idoraptor. Đây, Tanicogrius, ok. Judons, đấy mấy con mạnh nhất của mình trong này rồi. Ok anh em, chúng ta chỉ cần một vả thôi là con này sẽ chết anh em ạ. Con này dạng kiểu Raptor nhưng mà đẹp quá. Đẹp dã man luôn anh em ạ. Khủng long mới xuất hiện rồi. Ok. 2. Tấn công đi bạn ơi. Chuyến đấy. Gru gru gru. 1. Ok, đây tấn công. Nó có 2 lần đúng không anh em? Thì mình tấn công 2 lần thì chắc chắn là mình sẽ thắng bọn này được. Velociraptor này. Terizino không biết mình đã làm chưa nhỉ? Nếu mà chưa làm thì để làm luôn. Ok anh em. Nó bị lag rồi. Lag thật rồi anh em ạ. Hiện tại không đăng nhập được này. Chịu thôi anh em. Chịu thì chúng ta sẽ vào đây, Jurassic World The Game. Ok. Ok bạn ơi. Có vẻ là sẽ đây đây chính là con Terizino đây. Terizino à, nó thuộc hệ ăn cỏ đúng không anh em? Mình nhớ là nó sẽ thuộc hệ ăn cỏ và đây herbivores. Con nào thế nhỉ? Sunosaurus chưa lên à? Một con legendary, con này con cổ dài mà mình chưa lên này anh em. Hay mình làm con cổ dài nhỉ? Con gặp cổ dài chắc sẽ hơi bị lâu ấy. Terizino đâu nhỉ? Còn khá nhiều loài khủng long mình đã làm đâu. Khá lạ nhỉ? Terizino đâu? Nó là hệ lá mà anh em. Nhớ chính xác là hệ lá mà. Zamosel, Amagasaurus, Brachios, Stegimolox. Không thấy đơn. Thôi nếu mà làm thì làm con Apato này anh em ạ. Đấy, con này đang thiếu trầm trọng này. Con này thì phải mua pack anh em. Con này thì phải mua pack ha. Cũng không thể làm được luôn ý. Con đấy không làm được. Đang suy nghĩ là làm con gì. Có nhiều con lắm anh em ạ. Tôi làm Parasaur cũng ổn à. Brachios. Lúc nãy vừa có một con mà. Sunosaurus à. Đây, đây định làm con này à.
đấy, con Sunosaurus này tiến hóa lên thì cũng ui, con khủng long đá anh em ạ. Đây, được đấy, con này làm rất là ổn áp luôn anh em. Rồi chắc là tập ngày mai nhá. Rồi chúng ta sẽ kêu nhé, xin chào anh em nhá.